Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các loại toán tử trong Java. Để làm cái bài này chúng ta hãy tạo ra một cái lớp mới tên là test toán tử đi. Chúng ta sẽ đặt package của nó là test toán tử này. Hãy tạo ra một phương thức main luôn để chạy chương trình. Toán tử chúng ta biết học các cái ngôn ngữ như là C hay C cùng cộng hay là PHP hay là JavaScript thời xưa học về giao diện. Các bạn đã biết các toán tử như toán tử gán này, toán tử toán học này, rồi các cái loại toán thì trong Java nó có thêm, có thể thêm những cái toán tử như là toán tử tăng giảm đúng không? Đấy. Rồi toán tử logic, rồi toán tử quan hệ, quan hệ trước đến logic. Rồi toán tử nhị phân, bit byte đó. Đấy, ta lấy ví dụ int a bằng 5. Thì cái a bằng 5 này này, cái dấu bằng này là toán tử gán các bạn. Đấy, toán tử gán là nó sẽ tính toán cái giá trị bên vế bên phải và gán vào cái vùng nhớ cho cái phần bên trái đúng không ạ? Chúng ta hiểu như vậy. Rồi, sang bên nữa đi, bên B đi. A bằng 7 này. À, bây giờ toán tử toán học thì có cộng trừ nhân chia, toán học này cộng trừ nhân chia phần trăm lấy dư. Đấy, thì chúng ta thử nhé, in một cái phép cộng thôi, int c sẽ bằng a cộng b. Đây là phép toán học bình thường đơn giản, ngoài ra có cộng trừ nhân chia phần trăm lấy dư nhé. Khi chúng ta có một biến in được một cái biến nào đó chưa biết, không, in luôn đi sys kết quả cộng C ở đây, in cái nữa nhân này, các bạn cứ cộng vào một biểu thức luôn đây đi, a nhân b này, phép nhân là dấu sao các bạn, rồi phép chia này, cộng trừ trước đi này mới đúng nha. Trừ nhân chia kết quả trừ này, a trừ b chia thì a chia b đây. Rồi thì toán tử toán học nó cơ bản thế này, thêm cái toán tử nữa tên là phép chia dư đúng không, kết quả dư. Ví dụ chúng ta lấy a dư cho 2 đi, a dư 2 là a phần trăm 2, a phần trăm 2, a chia dư cho 2 đều được bao nhiêu. Chạy thử chương trình. Rồi đấy, các bạn thấy là kết quả chia, do cái chia này mình chưa xác định cái kiểu dữ liệu cho nó, cho nên là nó đang hiểu đây là gì ạ. Đây nó đang hiểu đây là số nguyên, cho nên là a chia b, 5 chia 7 thì được dư không. Chúng ta thử lấy là 7 với 5 xem nào, 7 với 5 thì nó là 1 đúng không ạ, tại vì đây đang là số nguyên, nó lưu ở ô nhớ số nguyên. Đấy, thấy chưa, số nguyên này, các bạn phép chia này. Thế thì để mà nó ra được 7 chia 5 được không, được 1,4 đúng không, 1,4 thì chúng ta sẽ cần phải ép kiểu cho một trong hai cái biến số đây, ép kiểu bằng cách để một tròn ở trước sau đó ghi kiểu kiểu float chẳng hạn. Đó thì bây giờ cái a này này nó là ép sang kiểu float nhá, thì nó mới chứa được cái ô nhớ, bộ nhớ nó mới cấp phát cho một cái ô nhớ kiểu float, thì nó mới đưa cái dấu chậm động vào ô nhớ ấy được. Đó. Rồi đấy là cái việc mà các bạn sử dụng các cái toán tử toán học. Bây giờ toán tử tăng giảm, toán tử tăng giảm, ví dụ ta có một cái số bất kỳ đây tx bằng 10, thế thì nếu như x cộng cộng là tăng lên 1, x trừ trừ là giảm đi 1. Ở đây có bảng tổng hợp về tăng giảm đây. Cái tăng giảm là để trước hoặc để sau, để trước hoặc để sau nhé, cái độ ưu tiên nó có khác đấy. Hãy chúng ta xem, kết quả thì cứ tăng một cái
là 1, rồi giảm thêm cái đúng không? Thì thành trừ đi kết quả vẫn là khoảng 10 thôi. Rồi. Đây là toán tử tăng giảm, bây giờ toán tử quan hệ. Quan hệ là toán so sánh đấy, lớn nhỏ này bằng vân vân. Đấy chúng ta in thử nhé. Sys out t so sánh lớn này thì các bạn sẽ cộng với cái này. Cái toán tử so sánh ấy, nó sẽ trả về một giá trị là boolean true false đấy, a lớn b không. Trường hợp mà đúng thì nó trả về true, sai nó trả về false đó. Đây lớn hơn này, đây là nhỏ hơn này, nhỏ hơn này, lớn hơn hoặc bằng này. Đây, lớn hơn bằng, lớn hơn bằng này, nhỏ hơn hoặc bằng này. Đây nó so sánh ở đây rồi, toán tử bằng bằng trước đi chứ nhỉ, toán tử bằng so sánh bằng đấy, bằng bằng đó, thử nhá. Bằng bằng này lớn hơn này, nhỏ hơn, lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, khác bằng nữa, khác bằng. Chúng ta xem cái bảng so sánh đây đó, chạy thử để chúng ta thấy kết quả của nó đây. A thì bằng 7 đúng không, B thì bằng 5, cho nên A không bằng B được, nó ra false. A lớn B đúng rồi, true. A không nhỏ hơn B, false. A lớn hoặc bằng B đúng, A nhỏ hơn B, false. A khác bằng B, true. Đấy. 7 thì khác 5 thôi, chuyện bình thường đúng không? Rồi, tiếp theo đến toán từ logic. Toán từ logic là cái toán từ mà kết hợp để mà tạo ra các cái biểu thức so sánh, nó có nhiều điều kiện đấy. Đấy thì chúng ta ví dụ như là A đúng không? Có A có lớn B không là một, sau đó và đấy, và A phần trăm cho hai có bằng bằng không hay không, như vậy cả cái và này này là kết hợp cả hai điều kiện, cả hai điều kiện đúng thì trả về đúng, còn cả hai điều kiện mà sai thì trả về sai, hoặc một trong hai sai thì trả về sai. Trường hợp mà thứ hai này này, so sánh lớn hơn thêm cái và nữa đi, kết hợp và để cho mình phân biệt cái chỗ nó in ra. Các bạn thấy chỗ và này nó là false, bởi vì a thì lớn b đúng rồi, nhưng mà a không chia cho hai đấy. Nhưng nếu hoặc hoặc này, a có nhỏ hơn b không, false, nhưng mà hoặc này, hoặc này, thấy hoặc này, a có phần trăm cho hai có khác bằng không hay không. Trường hợp này là a thì không nhỏ hơn b là false rồi, nhưng mà nó có cái hoặc này thì a không chia hết cho hai là true đúng không. Chỗ này mình để thêm cái hoặc ở đây để mình phân biệt này. Đó, cái chỗ hoặc này nó trả về true nhé. Trước đây nó for, bây giờ trả về true. Rồi, những cái o là cái này, nó and o not đó. Not thì đây này, giống cái này này, not. Đấy, cuối cùng toán từ nhị phân. Toán từ nhị phân này liên quan đến cái so sánh giữa các cái bit byte ấy, thì các bạn có thể đọc thêm ở trên các trang nhé. Đây ta có cái toán từ nhị phân này. Đây này, đó, thì cái này khá là rắc rối vì phải am hiểu sâu về máy tính. Đấy, thì các bạn có hiểu nôm na là thế này, toán từ nhị phân là cái nó so sánh như thế này nhé. Ví dụ đối với so sánh n á, và đó thì không với không thì trả về không, những kiểu mà sai và sai kết quả này, sai và sai thì trả về sai thôi. Đấy, sai và một thì cũng sai, sai và đúng thì trả về đúng, giống kiểu mà cái vế bắt buộc phải hai vế phải là đúng hết á, nhưng mà đây là một trong hai vế nó bị sai thì đương nhiên trả về sai. Cái này tương tự như vậy, còn hai vế đúng hết thì trả về đúng. Đấy, còn o là hoặc một trong hai đúng là được. Ví dụ cái này hoặc cái này sai, hoặc cái này sai thì trả về sai này, hoặc cái này sai hoặc cái này đúng thì trả về đúng, một trong hai vế đúng là được. Đấy, một trong hai vế đúng là được, cả hai vế đúng thì càng đúng đúng không. Đấy,
Rồi các bạn phải đọc thêm cái phần này đây, thì là cái toán tử chúng ta nhớ, chúng ta có mấy loại toán tử như vậy là được. Còn có các toán tử gắn tắt như giống cái cộng bằng, gắn tắt nghĩa là gì, là cái toán tử mà kết hợp với cái toán tử toán học này, gắn giống bằng kết hợp với toán học đó, thì nó ra toán tử gắn tắt. Đó là ví dụ như là đầu tiên cái x này bằng 10 rồi này, mình có thể gắn cộng một phát luôn cộng bằng 20 đó. Thì nếu như gắn đầy đủ là mình sẽ phải gắn x bằng bằng x cộng 20 ở đây. Tuy nhiên á, mình có thể cộng bằng 20 luôn. Tương tự như vậy, chia bằng, trừ bằng, nhân bằng nó cũng vậy thôi nhá. Đấy thì toán tử gắn tắt. Rồi cái phần này các bạn có thể là